Rồi, lần đầu tiên mà cho Huynh phép chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình sức khỏe, thành công cho niềm đam mê nấm của mình nha cả nhà. Đây Phương ra bây giờ tiếp tục bán cái bộ dụng cụ của cả nhà. Bộ dụng cụ làm nấm rơm nha cả nhà nha. Nó là cái cầu nối cả nhà. Nó là cái cầu nối để cái cầu nối để cả nhà đến với thành công nha cả nhà nha. Đó, và Phương nói chứ là nó không phải là có cái bộ này là cả nhà giúp cả nhà này. Chúc cả nhà làm nấm nó sai trái hơn này, nó đạt tỷ lệ phần trăm lên cao hơn này nha cả nhà nha. Để nó giúp được cả nhà, nó giúp cả nhà kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm ở trong trại và trong trong ở trong trại và ở trong trại và trong trong mô nấm nha cả nhà. À đó. Rồi giờ Phương vô chi tiết nha cả nhà nha. Đây. Cái giấy đo nồng độ pH của rơ của nước vôi thử rơm nước vôi á cả nhà. Khi cả nhà pha nước vôi để ủ rơ nhúng rơm ủ rơm á đó cả nhà lấy cái giấy này cả nhà xé ra cả nhà đo tầm 12 13 được nha cả nhà. Đó. Tầm 12 13 là đạt. Rồi còn lúc mà cả nhà đem đi cấy mô á cả nhà thử tầm 7 hoặc 8 là được nha cả nhà nha. Đó, cái giấy này rất là quan trọng trong lúc ủ rơm nha cả nhà nha. Nó cao pH quá thì nó không ra nấm được đâu nha cả nhà. Rồi. Tới cái đồng hồ đây cả nhà, cái đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm của trại nha cả nhà. Đó, cái vòng tròn là nhiệt độ, còn ở dưới là độ ẩm nha cả nhà nha. Đấy, cái này là cả nhà về cả nhà treo trong trại thôi đó, cả nhà muôn lần về cả nhà, ví dụ mà cả nhà không để rớt không bể nước vô là Phương đảm bảo cả nhà xài xài mãn đời luôn á đó. Đó, cái đồng hồ này giúp đo nhiệt độ trong phòng nha cả nhà bị chai lên treo lên thôi. Nó có cái đồng hồ là để cả nhà kiểm soát được cái nhiệt độ ở trong trại cả nhà, kiểm soát được cái nhiệt độ ở trong trại để cả nhà tăng hạ kịp thời cái nhiệt độ trong trại để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn cả nhà. Đó, ví dụ mà không có đồng hồ này lạnh quá cả nhà không biết, nóng quá cả nhà không biết, ví dụ mà nóng quá thì nấm nó bị dợp, nó lâu lớn và lạnh quá nó còn bị dợp mà nó lâu lớn cả nhà. Đó, có đồng hồ này cả nhà kiểm soát được để tăng tỷ lệ nấm nó lớn nhanh hơn nha cả nhà nha. Rồi, tới cái chai dinh dưỡng này. Đó, chai dinh dưỡng 100% là không độc hại nha cả nhà. Cả nhà trong này nó hướng dẫn sử dụng hết là cả nhà. Đó, cả nhà cứ về đọc đi là cả nhà không hiểu gì cả nhà cứ pha cứ cứ gọi cho Phương. Đó. Chai này là giúp nấm phát triển tốt hơn này. Đó, nấm phát triển tốt hơn, chống dột nấm, kích thích nấm mọc rộ hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20 đến 30%. Đó, nó cũng như chai dinh dưỡng của người vậy cả nhà. Có chai này là nấm sẽ đạt hơn nha cả nhà nha. Rồi, cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà. Đây. Đây để đây cái nhiệt kế đo mô này cả nhà. Đó, cái nhiệt kế đo mô cả nhà lấy cái phần đỏ này này cả nhà. Lấy cái đầu đỏ này cả nhà gắm vô trong mô cả nhà. Đó để cả nhà kiểm soát được cái nhiệt độ trong mô như thế nào. Ví dụ mà ví dụ không có cây này cả nhà không biết ở trong mô nhiệt độ bao nhiêu. Ví dụ mà có cây này nó kiểm soát được cái nhiệt độ trong mô cái lúc mà ủ tơ cả nhà. Lúc cái lúc ủ tơ, cái lúc ủ tơ là nhiệt độ nó tầm 35 35 trở lên 42 độ lại. Đó, không có cây này là cả nhà không biết cái nhiệt mô nó bao nhiêu để cho nấm nó phát triển cho tơ nó chạy nhiều. Ví dụ nó nóng quá thì nó sẽ bị chết tơ, còn nó lạnh quá thì tơ nó không kéo được nha cả nhà. Đó, cây này rất là lợi hại nha cả nhà. Đó, cả nhà mà làm ở trong nhà thì cả nhà bắt buộc phải xài cây này với cái đồng hồ này. Còn ví dụ cả nhà làm ở ngoài trời họ không cần cái đồng hồ, chỉ cần cái cây này với dinh dưỡng với cái giấy quý tím thôi cả nhà nha. Đó. Đấy cả nhà. Đơn giản vậy thôi cả nhà nha. Ví dụ Phương nói thiệt có cái bộ này là cả nhà sẽ đạt tới thành công nhà cả nhà nha. Ví dụ không có cái ví dụ đây không có cái bộ này cả nhà làm nó lên tầm 5 cái, còn có cái bộ này nó sẽ lên được cho cả nhà 10 trái đó. Phương ví dụ đó dễ hiểu vậy đó cả nhà. Đó, có cái bộ này rất là lợi hại nha cả nhà nha. Đấy, không phải Phương nói để Phương bán được hàng đâu, Phương thử nghiệm xong xuôi hết rồi Phương mới đưa vô để bán cho cả nhà thôi đó. Rồi Phương chào cả nhà nha, Phương kết thúc video đây nha, Phương chào cả nhà nha.